Rồi Lâm kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Thì chiều nay Lâm đi câu cả nhà ơi. Buổi sáng thì Lâm cũng làm được hết mới cá rồi. Buổi chiều Lâm quay lại câu tiếp cả nhà. Thì cái bãi này cá bự bự không cả nhà ơi. Ơi Lâm chúc cả nhà mình buổi trưa thật là nhiều niềm vui nha cả nhà. Xem video mà thấy hay thú vị thì nhớ cho Lâm một like và một đăng ký nha. Để Lâm có động lực cho nhiều video chia sẻ cho cả nhà mình xem nha. Thì Lâm dẫn câu cái bẫy này ngang cả nhà. Đây. Đó. Từng câu thì Lâm ra rồi, nhưng mà mồi Lâm đang bóp mồi đây. Thì câu lăn xê nha cả nhà. Rồi, Lâm cũng mời tất cả cô chú anh chị và các bạn mình theo dõi buổi đi câu của Lâm nha. Khi nào có cá ăn Lâm sẽ quay cho cả nhà mình xem nha. Cá ăn cả nhà ơi. Đụm rồi. Lên cá tiếp tục nha cả nhà. Nói chung thì bãi này cũng chưa thấy mè hôi hay là cá chép gì hết trơn cả nhà ơi. Đa số là mè dảnh nhiều. Câu xong mà biết đâu được. Đâu phải nó muốn câu cá bự là được đâu cả nhà. Coi mình có đủ may mắn hay không. Chứ phải nói hôm nay đi giác cần câu đi ra câu là nói câu dính cá bự. Không có đâu. Câu xong này mà dính cá bự là do may mắn nha cả nhà. Do may mắn chứ không ai biết trước được điều gì đâu. Thì cũng mấy lần Lâm cũng gặp may mắn rồi. Đó là may mắn. Cái bìa nang cả nhà ơi. Đó ha. Lên cá này ơi. Cá này cá nhỏ. Dính này, dính này, dính này.
cả xứng đáng không cả nhà ơi. Bự không à. Ở chỗ này cá mè rảnh không? Em chưa gặp cá mấy cá chép đâu. Cá mè đâu. Mè hôi thì chưa thấy. Đây là có nó nhưng mà tại vì mình chưa có may mắn thôi cả nhà. Em thấy nó ụt nó là mình biết là có. Nhưng mà nó chưa ăn câu mình, nó chưa chịu ăn thôi. Cái ăn nó cả nhà. Cây kế cây bìa dẫn tiếp cả nhà ơi. Còn bự không? Cá hàng nhớ cá nhảy cái bìa dính cá rồi đó, dính rồi kéo luôn đó đó, thấy không? Trời mày rảnh rồi nha ơi. Hôm nay đi ngay ổ mày rảnh rồi. Quá trời mày rảnh. Đó, cái bìa nó dính nữa cả nhà ơi. Dính nữa rồi cả nhà ơi. Quá xá rồi cả nhà ơi. Để làm kéo lên. Tới ổ mày dẫn luôn. Quá giờ mày dẫn. Hôm nay Lâm đi ngay ổ rồi cả nhà ơi. Quá xa. Răng cả nhà ơi.
cái bìa đó đó. Để đâm kéo nha. Trời mát, trời này cũng hơi tối tối rồi cả nhà. Lên cá nha cả nhà. Tiếp tục. Bữa nay quá trời mày rảnh này. Cái bìa đang ăn đó cả nhà. Đó. Đó, đó. Quá nguy hiểm. Tiếp tục cái chai. Quá trời. Quá trời quá đất rồi. Này dính gì đâu, quá trời luôn. Giờ nước lớn rồi. À, đồng câu tới dễ trễ tí xíu rồi về cả nhà. Bây giờ cũng 3 giờ rồi, câu tới 5 giờ về. Cái ăn cả nhà, cái nè. Cái bìa nè. Cái này ăn nữa nè. Tiếp tục mày dánh. Cái này giống cá ăn luôn cả nhà ơi. Cái bìa dính cá cả nhà ơi. Để lâm kéo lên.
rồi đã. Quá đã. Cá bự không? Hết sức đã chưa nha, hai con luôn. Buổi chiều làm như là cá nó ăn cũng hơi yếu hơn buổi sáng đó nha. Cái bãi này chủ yếu chắc cá nó ăn nước dòng nữa. Nước lớn thì cá ăn yếu. Tiếp tục đó nha, quá bự nha. Cá đâu bự nấy nấy. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ cũng gần 5 giờ cả nhà, trời tối rồi cả nhà ơi, thì Lâm quay cá cho cả nhà xem nha. Lâm tính câu chút nữa mà thấy tối rồi, còn chút xíu mồi, Lâm gán chút xíu mồi nữa rồi nghỉ cả nhà ơi. Rồi bây giờ Lâm quay cá cho cả nhà mình xem nha. Hôm nay Lâm chèo cái dốc này bằng tối công chuyện luôn cả nhà ơi. Lội hôm nay lội cái dốc này, chèo cái dốc này cũng đuối rồi. Đuối thì đuối nhưng cá nhiều là được nha cả nhà. Ơi nằm yên đi nha, nằm yên nha, đừng có phóng nha. Rồi để em cho cả nhà coi cá nha. Nhiều lắm cả nhà ơi. Mấy kilo cả nhà ơi coi nè. Ôi ôi. Mày dảnh con nào nấy bốn ngón tay không cả nhà ơi. Bằng tay không. Quá trời cá rồi cả nhà ơi. Hôm nay làm bảo cá luôn cả nhà. Đây nè. Ôi mày dảnh con cỡ bới lớn lớn này là quá quá im cả nhà. Nè. Ôi. Hết biết cả nhà ơi, quá cá rồi. Nhiêu đây là 3-4 kg khỏe cả nhà ơi. Hồi trưa Lâm làm sảy con mày dảnh quá bự, nó bự hơn con này nữa nè, bằng bàn tay xè vậy nè. Lâm tính kéo vô rồi nó bị vướng, quá trời đã rồi. Chứ Lâm xuống Lâm gỡ, Lâm gỡ rồi Lâm tính để vậy, đang Lâm kéo lên cho cái nhà xem, kéo lên cái nó đi luôn. Hết biết cá đó cả nhà ơi, quá cả nhà ơi, quá cả nhà ơi. Rồi Lâm ngồi tí xíu nữa Lâm về cả nhà ơi. Bỏ mồi thì nó uổng, uổng tiền. Rồi Lâm cũng xin khép video lại nha cả nhà. Thì trời cũng chiều rồi. Thì Lâm gán còn tí xíu mồi nữa rồi Lâm gán Lâm câu cho hết mồi rồi về luôn cả nhà ơi. Thì quý cô chú anh chị và các bạn nhìn xem video mà thấy hay hữu ích thì nhớ cho Lâm một like một đăng ký nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh Lâm này vô xem video mà thấy hay thì nhớ ủng hộ Lâm một like một đăng ký luôn nha cả nhà. Thì mỗi chuyến đi đều là Lâm cũng muốn tìm cái bãi mới chứ không có muốn câu cái bãi cũ hoài cả nhà. Câu bãi cũ thì nó cũng chán. Bãi cũ thì lâu lâu á Lâm mới quay lại thôi. Chứ Lâm cũng muốn kiếm bãi mới để câu cho giới thiệu cho anh em luôn. Thì Lâm đi hôm nay cũng xa cả nhà. Ba mấy gần 40 cây số cả nhà mới có chỗ câu nha cả nhà. Còn chỗ mấy chỗ gần gần thì Lâm đi hết rồi. Lâm muốn đi xa nữa để Lâm chia sẻ cho anh em. Anh em nào muốn đi xa thì đi. Thì sắp tới đây Lâm sẽ có một chuyến đi lên hồ Trị An nữa cả nhà. Lâm muốn lên đó câu trải nghiệm tại vì nhiều anh em cũng kêu Lâm là lên đó đi. Câu nhiều cá lắm. Rồi Lâm cũng sắp xếp để Lâm đi lên đó một chuyến cả nhà ơi. Rồi. Thì cuối ngày Lâm cũng chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn mình thật nhiều sức khỏe nha. Và luôn có nhiều niềm vui nha cả nhà.
Rồi Lâm chào cả nhà nhé, hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo của Lâm nha.